Người bạn ngồi cùng mình ở đây là Nguyễn Ngọc Minh Tú đúng không? Nguyễn Được. Ngọc Minh Tú, nghệ danh là Em Tú, là một singer songwriter và rất nhiều thứ khác, một người nghệ sĩ đến từ The First Management. Xin chào Vietcetera và khán giả của Beat Tất Nhạc. Mình là Em Tú và người bên cạnh mình là Tiến Anh. Vừa là một người bạn và vừa là một người cộng sự trong project album đầu tay của mình. Và Tiến Anh cũng là người phụ trách phần creative direction cho album của Em Tú. Thì chắc là bạn được. Các bạn đang lắng nghe chương trình Beat Tất Nhạc, nơi mà chúng mình sẽ ngồi xuống và lắng nghe những câu chuyện đằng sau những bài hát và album qua chính lời kể của những nghệ sĩ đó. Tôi cũng Thiên Bình. Chúng tôi đều là Thiên Bình. Cuối tháng 2 gần đây, Em Tú đã phát hành album đầu tay là Chơi Trò Yêu, gồm 8 bài hát. Thì không biết là mọi người có thể giải thích về concept trò chơi trong album này. Idea của Chơi Trò Yêu thì Tú đã lên idea từ khoảng năm 2020. Tú có đi chơi với lại một vài người bạn và thấy là trong mindset của họ thì họ nghĩ là kiểu tình yêu nhiều khi cũng chỉ là một trò chơi thôi. Tình yêu nhiều khi trong mắt một vài người thì nó không phải là một cái thứ gì đó mà quá đáng để coi trọng. Nhưng mà khi mà mình chơi cái trò chơi đó rồi thì mình mới nhận ra là ồ, như nó không phải là trò chơi. Thì đó là một cái cách mà mình lựa chọn trò chơi để mình kể về tình yêu. Chơi Trò Yêu là album đầu tay của nghệ sĩ Em Tú. Album này thì thực ra nó chính là cái perspective về việc mà nhân vật Em Tú perceive về thế giới cũng như là perceive về tình yêu mà nó rất lớn, và thông qua cái lăng kính của có thể coi là một đứa trẻ nó cũng sẽ có bắt đầu từ tình yêu màu hồng khoảng giữa của album, nói về những cái câu chuyện tình yêu khi mà đã yêu nhau rồi, và sẽ cũng có những cái sự mà hơi buồn, hơi tiếc nuối ở nửa cuối của album. Tổng quan lại thì Chơi Trò Yêu nó là một cái hành trình trọn vẹn của nhân vật Em Tú về tình yêu. Tại vì đây là album Chơi Trò Yêu đúng không, thì chúng ta sẽ chơi một vài trò chơi nhỏ nhỏ. Thì luật chơi sẽ là mọi người trong quá trình chuẩn bị album thì chắc sẽ nghe đi nghe lại rất là nhiều. Thì bây giờ mình sẽ có một vài test. Mình sẽ chơi 5 đoạn nhạc rất ngắn từ các bài trong album và mọi người sẽ đoán xem đó là bài gì, và mức độ khó sẽ tăng dần. Game này dễ quá nhỉ. Dễ không? Game này dễ không? Bài số 1, go. Bị mất bắt dê. Bị mất bắt dê. Em cũng biết. Ok. Bài số 2. Có nhau. Bạn đường tôi tí. Ok. Tôi đùa. Anh tôi tí. Thôi vậy là hòa. Và số 4 bắt đầu hơi khó nha. Kéo co. Chuẩn bị sang verse 2. Bài cuối cùng, cơ hội. Em vừa là xin bùa. Đứng rồi. Vừa là xin bùa. Bài này Tiến Anh nghe nhiều hơn Tú nha. Ok, vậy là nhưng mà chiến thắng vẫn dành về phần Em Tú. Em Tú. Yeah. Vâng ạ, bạn là nghệ sĩ, bạn thắng hết. Ok. Nhất tay, ok. Yeah. Bạn nhào yếu quá. Mình biết là album này được lấy cảm hứng từ những cái trò chơi dân gian. Thì không biết là mọi người có thể kể tên tất cả những trò chơi dân gian được lấy cảm hứng cho album này. Bịt mắt bắt dê. Kéo co. Oan tù tì. Năm mười trốn tại tìm ạ. Ở ngoài Bắc gọi là trốn tìm. Ok. Không biết là năm mười là trốn tìm. Năm mười. Hết rồi. Ok. Tại sao mọi người lại quyết định chọn những trò chơi dân gian để lồng ghép vào trong các bài hát? Tú đều rất là thích những cái trò chơi mà hồi nhỏ đó. Cái thế giới mà Chơi Trò Yêu á, là một cái thế giới của một cô bé mới lớn, mới bắt đầu chập chững bước chân vào trải nghiệm tình yêu. Cho nên là tất cả mọi thứ rất là ngô nghê. Thì Tú mới nghĩ về rằng là có một trong những cái cảm xúc nào mà khiến cho mình cảm thấy là có sự liên kết mạnh hay không, thì đó là các cái trò chơi ngày xưa. Tại vì mỗi lần chơi thì mình đều rất là vui, và đằng sau các cái trò chơi đó thì mình cũng có thể khai thác cái ý nghĩa ẩn dụ.
Nên là Tú đã nghĩ rằng là Tú sẽ lồng ghép cái sự ngô nghê, ngây thơ trong sáng của tình yêu tuổi mới lớn kết hợp với lại những cái trò chơi rất là quen thuộc đối với thế hệ của Tú lúc mà đang còn nhỏ. Tú cũng phần cũng muốn embrace cái identity của mình là một người Việt Nam ấy. Kiểu mình nói đến chơi trò yêu, mình không thể nhắc đến những cái trò chơi mà kiểu ai cũng biết. Như kiểu là trống tìm, năm mười hay là kéo co, và sử dụng kiểu những cái tên đấy làm một cái ẩn dụ cho cái câu chuyện trong bài hát thì mọi người phải nghe, mọi người mới biết được. Kiểu nghe mới biết được. Dụ hả? Kể tên tất cả các dòng nhạc được sử dụng trong album này. Pop là cái dòng nhạc chính mà mình sử dụng ở trong chơi trò yêu để khai thác và phát triển. Thì bên cạnh đó thì mình có city pop, rock, alternative rock, synth wave của Pulse, với lại có một chút âm hưởng của Latin với lại old school hip hop ở trong kéo co. Gì nữa không? Folk nữa. Folk ở trong Umbalasibua. Umbalasibua có một chút folk. Bipop phát dễ có một chút folk. Đúng. Cách mà kiểu dùng mấy cái tiếng ở đoạn intro cũng đúng rồi, khá đúng là rồi. Folk. Rock rồi indie pop, synthwave, city pop. Một chút, một chút R&B, hip hop ở trong One Two Team một xíu. Có một chút trap ở trong One Two Team. Trap, hip hop. Dạ. Có vẻ là có rất là nhiều dòng nhạc được kết hợp vô trong album đợt này. Thì không biết là cái quá trình kết hợp những thể loại đó thì nó có khó khăn gì không? Phải cho Tu Kẹt nhỉ? Đúng rồi. Anh Kiệt có nghệ danh là Kết. Thì anh Kết là người producer cho album Chơi Trò Yêu của Tú. Và anh Kết cũng là người gọi là hiện thực hóa cái ý tưởng về cái việc kết hợp các cái dòng nhạc với nhau một cách rất là tinh tế. Và lúc đầu thì có một số cái thì Tú là người sáng tác chính ấy, thì Tú là người hiểu rõ nhất cái tinh thần của bài hát. Và Tú sẽ nói với anh Kết rằng là em muốn thể hiện cái sự giằng co như thế này nè. Ví dụ như bài Story thì Tú nói với anh Kết là em muốn là một cái cảm giác mơ màng như một cái giấc mơ trưa, hoặc là như là một cái đoạn chuyện cảnh ấy, cho nên là một cái hư hư ảo ảo nhưng mà nó cũng có một chút thực tế. Thì anh Kết là người gợi ý cho Tú về cái việc là sẽ kết hợp những cái dòng nhạc nào với nhau để có thể đạt được đúng cái ý mà Tú muốn mà cũng thể hiện được cái ý đồ sáng tạo của cả Tú nữa. Và nếu như không có anh Kết thì album nó sẽ không có đa dạng và nó sáng tạo đến mức như vậy về các thể loại và dòng nhạc mà Tú và anh Kết sử dụng ở trong album. Thì thực ra Kết là một bạn có background là em làm nhạc rock. Kết là thành viên của một số nhóm như kiểu Đá Số Tới, thành viên của Tục Tắc Record và có background là producer các nhóm nhạc của record label đấy. Ở trong album này sử dụng rất nhiều kiểu nhạc cụ thật, xong rồi kiểu âm hưởng như kiểu out rock hay là kiểu indie rock. Nó rất là rõ rệt. Và Kết rất là thông minh, kiểu biến hóa tất cả những cái sao đấy thành cái sao là có thể nói là tương đối pop, dễ gắn được với những cái melody mà Tú đã viết ra. Yeah, shout out to Kết. Kết. Thì album này có rất là nhiều bài hát và nó đều là những đứa con tinh thần của mọi người. Thì không biết là trong những đứa con đó, nếu phải chọn ra một đứa con đạt giải Song of the Year thì đó sẽ là đứa con nào? Cho bạn chọn trước. Thôi, tôi chưa nghĩ ra, bạn chọn trước đi. Bạn phải chọn đi. Tôi Thiên Bình, tôi hai cái tôi đang phân vân. Chúng tôi đều là Thiên Bình. Tôi tới nha, cho mình 30 giây suy nghĩ. Đang phân vân giữa Oản Tù Tì với Pulse. Pick của mình là Oản Tù Tì. Ngày xưa thì pick của mình là Kéo Co, nhưng mà bây giờ là pick của mình là Oản Tù Tì. Tại vì Oản Tù Tì là một bài vận dụng sound pop rất là thông minh. Cái câu chuyện, cái songwriting của em Tú cũng rất là thông minh. Đầu kết rất là rõ ràng, cũng như là kiểu có một cái bridge rất là hay, phối khí rất hay, mix rất là hay. Và cũng đoạn đang bridge stream đó rất là nhiều. Đoạn bridge đó xem tí nữa bỏ. Không được. Thế nên là Oản Tù Tì là pick của mình. Nếu như mà cá nhân mà cái bài hát mà thể hiện được đúng cái tinh thần của cái album này nhất thì chắc chắn là Oản Tù Tì. Đó là bài hát mà Tú sử dụng nhiều chất xám và cũng dành thời gian nhiều để viết nên và tạo nên cái bài hát đó nhất. Nhưng mà Tú chọn Pulse tại vì nó là một cái thử nghiệm mới của Tú nên là chắc là Tú sẽ chọn Pulse. Gọi là bài duy nhất có một cái feature ở trong cái album này. Nên là stream đi. Sao tiếng Anh dụ vậy? Tì ra cái gì ra cái này, Oản Tù Tì ra cái chi ra cái này, Oản Tù Tì ra cái gì ra cái này, Oản Tù Tì ra cái chi ra cái này. Ngoài những đứa con được yêu thương thì không biết là có đứa con nào mà mọi người chưa quá hài lòng và maybe là sẽ muốn quay lại để chăm sóc chỉnh chu cho nó nhiều hơn. Bịt mắt bắt dê là một bài mình viết đầu tiên luôn. Bởi vì nó là viết đầu tiên cho nên là nó vụng nhất.
Đến lúc mà hoàn thiện album xong mình vẫn không biết làm sao để fix cho nó tốt hơn. Như kiểu tại vì bài đó là mình đã làm từ hơn 2 năm trước rồi, xong mình cứ loay hoay với nó hoài. Nhưng mà đến lúc mà final thì cũng cảm thấy hơi tiếc. Nhưng mà thôi, mỗi đứa con có một số phận. Hình như đấy còn là bài finish gần như là cuối cùng luôn. Đúng rồi, bài đó là viết đầu tiên nhưng mà một trong những bài mà có bản phối cuối cùng. Đúng, cuối cùng luôn. Yeah, shout out to producer của bài hát Astronomous. Bài đó Tú nghĩ là cái phần beat cứu hết á. Cứu hết những cái phần còn lại của Tú. Nói thế thôi nhưng bài beat Papazzi cũng rất là dính ạ. Stream điện. Ok. Quá trình sáng tác và sâu chuỗi những cái bài hát này nó như thế nào? Tại vì mình biết là nó có một cái câu chuyện tình cảm luôn, từ mới yêu đến lúc yêu nhiều tới lúc không còn yêu lắm. Thì đầu tiên là chủ đề mà Tú khai thác đó là tình yêu đôi lứa, mà cụ thể đó là tình yêu của tụi mới lớn. Khi mà kể về một câu chuyện tình yêu thì thường là mọi người sẽ kể từ giai đoạn chia ra một kiểu kết bài, thân bài, mở bài, một cái mối quan hệ bắt đầu như thế nào, có những cái mơ mộng như thế nào. Và đến phần thân bài thì tình yêu thì vẫn đẹp nhưng mà nó có những cái vấn đề, có những cái thực tế cuộc sống mình phải đối mặt. Thì đến một cái kết thúc một mối quan hệ thì mỗi mối quan hệ sẽ có cái cách kết thúc khác nhau. Thì dựa trên cái mối quan hệ nó xảy ra như thế nào và nó kết thúc như thế nào thì Tú mới link với lại cái idea về những cái trò chơi dân gian, rằng là những cái trò chơi dân gian nào thì nó có thể thể hiện được đúng cái giai đoạn đó của mối quan hệ đó. Thì đó lý do vì sao mà kéo co thì nó sẽ là về cái việc mà kéo qua kéo lại, kể về cái việc đưa đẩy lẫn nhau của hai người trong mối quan hệ. Và cả ảnh Tutti. À, tôi thích ảnh Tutti lắm. Tại vì do là cái trò ảnh Tutti là một cái trò mà phân định thắng thua rất là nhanh luôn, xảy ra rất là nhanh luôn, và nó mang tính may rủi. Và nó cũng giống như là cái việc mà khi mà trong một mối quan hệ hai người cãi nhau á, nó cũng nhiều khi là mình sẽ kiểu mồm nhanh hơn não á. Và khi mà cãi nhau thì thường mình sẽ có xu hướng là mình muốn vùi dập người kia và mình muốn thắng. Thì đó lý do vì sao mà Tú link cái ảnh Tutti với cái những cái cuộc cãi vã của tuổi mới lớn. Nó sẽ rất là thiếu cơ sở và rất là thiếu logic và rất là cảm tính luôn. Start là intro thì không có lời. Umbala xì bùa với 5-10 thì là mới thích nhau chớm chớm tình yêu, em tỏ tình với anh tương tư một xíu. Đến kéo co và có nhau thì kiểu như là kéo co là kiểu bắt là bây giờ phải yêu nhau đi, không làm ngang ngợm. Đấy, có nhau là kiểu peak của tình yêu là em rất yêu anh, kiểu đấy. Xong rồi thăng hoa tình yêu. Và hoàn tù tì thì là yêu nhau rồi, xong bắt đầu tìm ra những cái cãi vã của nhau. Rồi đến bịt mắt bắt dê thì là bắt đầu đến nửa sau phải không? Bắt đầu ôi chết rồi, thằng này trở nhìn thấy những cái mặt xấu đấy của nhau. Xong bắt đầu có những cái nghi ngờ, cái nghĩ xấu đấy, và đánh giá sai về người kia. Xong rồi đến cuối cùng là pause, cái kết mở cho album, một chút buồn. Nhìn lại hành trình, có nhiều cái hối hận, hối tiếc. Và cũng có nhiều cái loay hoay không biết là bây giờ nên làm gì tiếp. Thì hiểu, đấy, ép tăng cho dừng lại tí. Thì mình cũng muốn hỏi thêm về cái quá trình visualize đó. Ví dụ như là mọi người đã lên ý tưởng nhân vật như thế nào? Theo mình nhìn thấy thì nó hơi giống nhân vật Betty Boop. Không biết là mọi người có thể chia sẻ thêm về cái việc sử dụng màu, yếu tố màu đỏ và yếu tố hơi cổ tích khá là nhiều. Thì cái lúc mà mình được tiếp cận về cái album này là lúc về Tú đã làm xong, gần xong hết nhạc rồi. Ngay lập tức là mình đã nghĩ là concept của một đứa trẻ con thì nó không cần phải quá cao siêu gì cả. Mình ngay lập tức mình tạo ra một cái board game là hình trái tim. Tụi mình có làm ra một cái board game link thẳng từ cái tên là chơi trò yêu luôn. Làm ra một cái board game có 3 cái giai đoạn rõ ràng như thế. Xong rồi cũng tạo ra một cái nhân vật mini của Tú. Đây, đâu đấy, lanh quanh trên áo đây, đây. Thì cũng tạo ra các nhân vật như thế để visualize cái hành trình này của Tú. Xong rồi assign những cái màu sắc rất là cụ thể cho từng giai đoạn. Như kiểu là tình yêu lúc đầu thì đây màu hồng. Xong rồi sau sẽ có màu vàng, là kiểu màu vàng, màu cam là kiểu tình yêu bùng cháy. Xong rồi màu xanh là kiểu blue ấy, blue là kiểu đúng là kiểu buồn luôn ấy. Thì nó sẽ kiểu man mác và nó không rõ ràng lắm như những cái vùng còn lại. Thì đấy là lúc mà mọi người phải đi stream xong rồi xem tất cả cover art của bài hát để đoán về cái câu chuyện đằng sau của album này. Stream đi. Thì trong những cái suy nghĩ ban đầu của Tú, trong những cái hình ảnh visualize ban đầu của Tú nghĩ về bản thân, thì Tú có ảnh hưởng bởi văn hóa Nhật Bản rất nhiều. Mình mới nghĩ là để bổ sung cho cái board game của mình thì mình mới nghĩ là làm một cái quân cờ ấy.
kiểu cân cờ để kiểu lúc mà mình đặt lên bắt gơi mình di chuyển ấy, kiểu kiểu đấy. Thế mình mới nghĩ ra là làm một con búp bê thì mình có lấy ý tưởng từ cái con búp bê gỗ của Nhật Bản ấy. Đây, cái con búp bê nó trông như này. Đây, mọi người thấy đây là các element visual của chơi trò yêu. Kể thêm nữa là Tú có một cái câu chuyện rất là chi tiết về việc là Tú muốn thế giới đấy như thế nào, có những nhân vật như thế nào, không hẳn là màu sắc ra sao nhưng kiểu cái cảm giác nó như thế nào. Cái câu chuyện này nó dài lắm, kể không ai hiểu đâu. Từ cái thế giới đấy, Tiến Anh mới kiểu bây giờ câu chuyện này thì thế thì thế là bắt đầu nghĩ thì bắt đầu mình sẽ có đây cái sticker này thì sẽ có là ba vùng, một vùng là vùng đầu tiên là màu hồng, vùng thứ hai màu vàng và vùng thứ ba màu xanh. Vùng thứ nhất thì nó sẽ được visualize cho ba bài là Start, Uống Mất Là Xì Bùa và 5-10. Ý, tình yêu hồng hào ấy, đẹp thế, em mới thích anh thế, yeah. Đấy, xong rồi khi mà vào đến cái vùng đất thứ hai thì nó sẽ là những cái hình ảnh thực tế hơn, mình có ngôi nhà, có cửa sổ. Và cái con đường thì nó đại diện cho cái hành trình của cả ba người đó cùng nhau đi qua. Yes sir. Sau đó thì mình sẽ có cái vùng thứ ba thì kiểu nó là một cái dòng sông và cũng kiểu hơi giống cái một cái sương mù ấy, mình kiểu làm một cái visual mà có intertwine của cái đấy. Lớp lót trong cái đấy nó sẽ có bóng của một cái bạn nam. Đây là những cái gì đang dần trôi qua. Và ở trong bài pause kiểu Tú có nhắc đến là kiểu muốn giữ lại này thế. Đấy là cái ý tưởng sơ khởi và vì sao có một cái thế giới như này. Vì sao có nhân vật em Tú như thế? Vì sao nó lại là trang phục của Tú lại màu đỏ, là toàn bộ cái nhân vật của Tú lại màu đỏ? Mình không bắt trước Betty Boots này đó. Không bắt trước thề. Vì sao về sau mình mới làm xong rồi mình mới thấy là nó như thế. Nhưng mà vì sao bọn tớ chọn một số cái element của Việt Nam nhưng mà nó vẫn là kiểu một cái váy búp bê ấy. Xong rồi có cài thêm một chút yếm Việt Nam ở phần cổ này. Vì sao màu đỏ? Màu đỏ là đúng là màu của kiểu máu ấy, nhưng mà kiểu máu thì nghe nó hơi ghê ấy, nhưng mà kiểu đúng là kiểu trái tim ấy. Và màu đỏ rất là nổi nữa. Tức là khi mà bọn tớ có làm những cái kiểu cover art cho từng bài của cái này thì từng bài nó sẽ ứng với từng vùng của trên cái bản đồ này, nhưng mà cái cover art chính nó là màu đỏ. Thì đấy, màu đỏ là tượng trưng của máu, của tượng của tình yêu, của trái tim. Thì đấy, phải stream nhạc, phải lên YouTube xem visualizer thì mới biết được. Xem đi. Nãy giờ mình thấy mọi người sử dụng một cái cụm từ rất nhiều, đó là thế giới trẻ em, và những cái hình ảnh nó rất là ngọt ngào, rất là nữ tính. Không biết là quan điểm của em Tú về việc tôn vinh những cái tính nữ và sự dễ thương trong âm nhạc như thế nào? Thật ra Tú là một người lúc này lúc kia, có lúc Tú rất là dẹo. Thì thường là Tú sẽ dẹo với người yêu, và thật ra tôi thấy là các bạn nữ thì cũng đều mình sẽ auto dẹo với người yêu ý. Nó là một cái rất là bình thường và bản thân Tú cảm thấy rất là dễ thương. Có lúc thì Tú sẽ kiểu không có dẹo, ngầu ngầu hay là sao đó. Và cũng có lúc thì Tú cũng lão nháo. Có lúc thì Tú sẽ kiểu rất là trầm tính, và có lúc thì Tú sẽ rất là dẹo. Dẹo và dễ thương là Tú nghĩ nó là một phần của cái sự nữ tính. Thì mình có những cái tính cách và mình có cái cách thể hiện như vậy một cách rất là tự nhiên, mà mình không phải là giả bộ hay là tỏ ra gì hết. Và ngay cả người khác giới hay là những người cùng giới tính với mình, họ cũng cảm thấy rất là tự nhiên. Tại vì do là nó là một cái gì đó, một phần rất là bản năng của sự nữ tính. Thì Tú đã pick những cái thân thuộc nhất của Tú ra để Tú khai thác, và Tú chọn kể chuyện về những cái đó thôi, qua góc nhìn, qua cách quan sát và qua những suy tư của Tú. Có người sẽ thấy khó chịu và người sẽ thấy thích thì nó vẫn là tùy cảm quan của mỗi người thôi. Nhưng mà chúng ta sẽ luôn luôn dẹo với người yêu mà. Đúng không người yêu, bạn dẹo không? Không à? Nhưng mà chọn những cái đấy là một cái artistic choice của Tú để làm cái yếu tố mà Tú thích nhất về tính nữ. Không có nghĩa là những cái khác không quan trọng bằng, nhưng đấy là cái mà Tú rất thích và Tú muốn tôn vinh nó nhiều hơn, và để cho nó là cái identity của Tú. Và cái identity này nó sẽ được phát triển như thế nào thì mọi người phải nghe album Chơi Trò Yêu đã ra mắt vào ngày 28 tháng 2. Và Tú chắc chắn sẽ không phải là kiểu một đứa trẻ con này mãi, sẽ có cái sự phát triển và maybe thành chị Tú, nhưng mà em Tú sẽ phát triển để kiểu phát triển tiếp. Và các dự án sau thì mình sẽ thấy cái growth đấy, và cái proceed về tính nữ nó cũng sẽ phát triển theo thời gian, đúng như kiểu một đứa trẻ con đang lớn. Phong cách hiện tại của em Tú vừa trẻ con vừa ngọt ngào và rất là embrace cái tính nữ. Nhưng mà cái phong cách này nó không có quá thị trường và nó cũng hơi indie. Thì không biết là cái phong cách này nó có mâu thuẫn với lại định hướng của công ty quản lý hiện tại hay không? Tú khá là thích cái việc mà mình là chính bản thân mình á. Nên là cái việc mà Tú làm cái này và nhận những cái ý kiến có cả cùng chiều và trái chiều thì Tú cảm thấy rất là bình thường. Tại vì Tú đang là bản thân Tú thôi, và Tú đang làm một cái thứ mà Tú thích. Thực ra là mong là kiểu âm nhạc của những người nghệ sĩ như kiểu em Tú
hay là những nghệ sĩ khác nữa là những cái âm nhạc bền vững, và bền vững thì nó phải đến từ đúng cái cá tính của nghệ sĩ. Nó càng đến từ cá tính của nghệ sĩ nhiều bao nhiêu thì kiểu mình sẽ càng có cái để khai thác. Maybe là ở cái dự án này nó sẽ là một cái gì đấy nó chưa phải là quá phù hợp với tất cả mọi người chẳng hạn, nhưng mà tại vì cái core của mình như thế, những người thích mình sẽ mãi mãi cái follow cái, theo cái core đấy của mình, và khi mà mình càng phát triển lên thì sẽ càng dần dần build một cái tệp fan của mình để support những cái gì mình làm, và maybe là tìm hiểu kỹ hơn để biết là vì sao mình làm như thế, chứ không phải là chỉ là đơn thuần là mình làm khơi khơi cho nó vui. Tất cả mọi thứ chúng tôi làm đều có mục đích, thế nên là phải lên stream ấy. Album Chơi Trò Yêu đã phát hành ngày 28 tháng rồi. Chúng ta đã đi gần đến hồi kết của Bích Tất Nhạc. Bây giờ mình sẽ có một challenge nho nhỏ gần cuối, lại một trò chơi nữa. Không. Thì đây là trò chơi Silent Review. Không biết là mọi người có biết Silent Review không? Ôi không. Silent Review là mình sẽ đánh giá, mình sẽ review nhưng mà bằng body language, không có phát ra tiếng. Thì bây giờ mời mọi người Silent Review về trải nghiệm làm việc với người còn lại. Ok, cảm ơn mọi người. Thì câu cuối cùng của Bích Tất Nhạc, mọi người hãy nhân cơ hội này manifest tên một nghệ sĩ Việt Nam mà bạn muốn hợp tác trong tương lai. Là có bạn nữa hả? Bạn cũng được quyền manifest trước. Manifest đi, tôi debut làm ca sĩ. Manifest trước đi. Tú rất là thích và Tú hy vọng rằng là sẽ có cơ hội được làm việc cùng với lại bạn Ren Evans. Ai xung quanh Tú cũng biết Tú hâm mộ Ren Evans cực kỳ luôn. Fan Ren Evans, chúng em fan Ren Evans, loi choi number chúng one. Chúng em hả? À, chúng anh, fan Ren Evans, loi choi 100 năm, stream album. Mình cũng rất muốn làm với Ren Evans nhưng mà thôi nó làm rồi nên mình không làm nữa. Sẽ rất muốn được làm việc với MCK. Người con Hà Nội sẽ có rất nhiều thứ vui để làm. Mong là được làm việc với anh Long trong tương lai. Yêu anh Long ạ. Ok, chúc hai bạn sẽ manifest thành công cơ hội collab này. Tạm biệt mọi người, cảm ơn mọi người đã đến với Bích Tất Nhạc. Yeah. Cảm ơn Bích Tất Nhạc, cảm ơn mọi người.